năm. Ok. Thì cái kế hoạch của mình đó. Dạ. Một cái mấy cái mình cũng nói như kế hoạch của mình. Cái này mà anh em phải hứng chưa? Đó, thấy không? Anh nói là anh em yếu quá. Em xin lỗi anh. Yếu quá. Thấy anh biết sao nó làm như mình bị tụt hứng. Nó giống là mình không hiểu, em hiểu đó. Chị của Tuyên mà bà đã bắt mơ chưa có chồng. Em được, em gái. Này cho cố. Ai chạy cái gì? Hước á. Hước này cho cố. Để mình đầy xe này lên cho nó ấm được nha. Ai là Phước mới chịu. Ai là Phước mới chịu. Okay, tối nay anh em đánh một vòng xuống với đi Jimmy. Muốn bật lên á, cái này phải màu xanh nha. Ok. And then it's on. Oh, ok. Got it. Hey, hello. Chào quý vị. Tối nay birthday của Jimmy. Anh em muốn dẫn Jimmy đi bữa nay tại vì vợ Jimmy không có nhà đi đi đâu? Hả? Vợ Jimmy đi đâu? Đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc rồi, yeah. đi Hồng Kông rồi. Cho nên bây giờ tối nay phải phạt Jimmy. Anh em dẫn Jimmy ra phạt. Giữ nghe lời chứ nha. Cái đó không mệt hả? Không mệt lắm rồi. Phải không mệt không? Đây mình. Hả? Đây mình. Cái gì đây? Bó tay chú thiện thôi. Không, đứa con á, nó thấy là đẹp á. Giờ dán vào chút xíu luôn, chú đi học tròn. Chú á là phải anh đâu mà vợ anh á. Mấy anh em mình thôi à, đợi bữa nay nó không đi nữa. Đợi này yếu à. Nói đi, đợi này yếu à.
Tối nay anh em chơi ở MTV các bạn ha. Yến Linh coi video thì Yến Linh về á, phải bóng cắm đi kỳ trí á. Yeah.
cái bông nào đại lên tặng người yêu đi. Đây là bà xã của anh Hoàng á. Lũ mày nghĩ à? Lũ mày nghĩ à? Lũ mày nghĩ à?
nhỉ. Xì gà luôn á bác. Đánh xì gà luôn hả? Làm cái chuyện nhiều quá. Mất cái đầu xì gà quá. Mà lạ chút. Hả? À, Mustang hả? Con rồng cái gì? Hả? Con rồng cái gì giống như cái xe con rồng. Mustang mà, Mustang. Hả? Turbo charge. Ban Hoàng nha. Ok, ba đây quay hoài à. Ok, anh okay gặp sau. Bữa nào cà phê nha anh ha. Rồi, ok. Yeah. Ok, bây giờ mình đi đi theo anh Thiện vậy các bạn ha. Em đi với anh Thiện nha. Từ không Hằng? Yeah. Bỏ tay. Take it easy. Má ơi. Người ta đang ngủ bên kia kìa. Người ta đang ngủ bên kia không Hằng?